Kính chào quý vị khán giả, hôm nay chúng mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp kết nối với nhà báo Đỗ Hùng, người hiện đang có mặt tại Nga. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của vòng 1/8 vòng loại trực tiếp của kỳ World Cup năm 2018, và tối nay trận mở màn cũng có thể là trận mà được nhiều cổ động viên mong đợi nhất, chính là trận giữa Argentina và tuyển Pháp. Nhà báo Đỗ Hùng của Báo Thanh Niên hiện đang có mặt tại thành phố Kazan, nơi sẽ diễn ra trận đấu đầy kịch tính này, để chuyển đến cho quý vị cái không khí cũng như là một vài tin tức bên lề trận đấu. Chương trình của chúng tôi hiện tại đang được truyền hình đang được phát trực tiếp trên fanpage Facebook cũng như là YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên. Và đây là chương trình tương tác trực tiếp với người xem. Chính vì vậy mà nếu như quý vị có thắc mắc hay câu hỏi hay là cái vấn đề gì mà muốn gửi đến nhà báo Đỗ Hùng thì xin hãy để lại bình luận bên dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển đến cho nhà báo Đỗ Hùng để anh ấy có thể kịp thời giải đáp thắc mắc và trả lời những câu hỏi của quý vị. Và bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng Huỳnh kết nối với anh Đỗ Hùng ạ. Dạ, xin chào Đỗ Hùng ạ. Xin chào Trúc Huỳnh, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, phía sau lưng anh hiện tại thì Trúc Huỳnh thấy là một bãi cỏ khá là xanh và đẹp. Thì không biết là chỗ mà anh Hùng đang đứng là ở đâu vậy ạ? Mình đang đứng ở đây là cũng trung tâm thành phố Kazan. Thành phố Kazan là thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan, thuộc Liên bang Nga. Thành phố này nằm bên bờ sông Volga. Sau lưng mình, nếu các bạn xem kỹ thì sẽ thấy một cái thành quách ở sau đó. Đó là cái Kremlin của thành phố Kazan này. Kremlin tức là một dạng thành quách lâu đài mà ở nước Nga có rất nhiều. Trong đó ở thành phố Kazan thì Kremlin ở Kazan cũng là một cái thành quách rất nổi tiếng ở thành phố này. Dạ, vậy thì hiện tại không biết là xung quanh anh có thấy nhiều cổ động viên không ạ? Cổ động viên Argentina thì tôi thấy họ nhiều hơn người Pháp. Có thể là người Pháp ở đâu đó tôi lại không gặp, nhưng mà đúng ra thì người Pháp ở đây gần hơn, người ta đến nhiều hơn. Nhưng mà từ hôm qua tới giờ không phải hôm qua mà từ sáng tới giờ tôi đi ở thành phố cũng như là những nơi mà tôi ghé tới thì hầu như là rất ít thấy người Pháp, mà chủ yếu thấy người Argentina. Dạ, vậy thì ngoài cổ động viên Pháp hay Argentina mà sẽ xem cái trận đấu tối nay thì còn cổ động viên của nước nào khác không? Anh có thấy không? Tất nhiên đây là một trận đấu knockout, dạ. Tức là ai thua sẽ về nhà. Dạ. Và giữa hai đối thủ cũng rất hùng mạnh của bóng đá thế giới, với những ngôi sao hàng đầu thế giới, cho nên là không chỉ có cổ động viên hai nước mà cổ động viên ở các nước khác người ta đến cùng xem rất nhiều, đặc biệt là cổ động viên chủ nhà. Ngoài ra thì cổ động viên các nước châu Á vốn là rất hâm mộ Messi cũng như là hâm mộ các cầu thủ của Pháp và của Argentina đang chơi tại các giải vô địch ở châu Âu thì người ta tới cũng rất nhiều. Sáng giờ thì tôi cũng chưa gặp người Việt Nam nào, nhưng mà chắc chắn tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều, bởi vì thành phố Kazan nó cũng cách không xa Moscow lắm, và đây cũng là một trận đấu mà rất quan trọng, rất được chờ đợi, cho nên tôi nghĩ rất nhiều người Việt Nam cũng mua vé xem trận đấu này. Dạ, vậy thì bây giờ mình bước vào cái vòng 1/8 rồi thì không biết là cái giá vé của các trận trong vòng đấu này nó có khác gì so với hồi vòng loại không anh? Vòng bảng chứ? Vé chính thức thì hầu như là không có cơ hội để mua, không có mua theo một cái giá chính thức nữa. Dạ. Giá chính thức thì nó từ 200 đô kiểu như vậy, nó rất thấp. Tức là không phải thấp thấp nhưng mà nó cũng phải chăng theo cái giá của FIFA. Tuy nhiên bây giờ thì giá nó lên kinh khủng lắm. Ví dụ như trận này hoặc trận cùng ngày là trận Bồ Đào Nha với Uruguay thì bây giờ giá ở những hàng cao có thể nó lên khoảng 2.000 đô, 2-3.000 đô. Còn những hàng trung bình thì nó cũng phải lên 500-600 tới 1.000 đô la. Rất cao, rất cao. Mà thậm chí nhiều người muốn mua mà cũng mua không được. Hôm trước có một người bạn của tôi ở Việt Nam sang đây phải bỏ 29 triệu để mua một cái vé để vào xem trận đấu. Tức là giá nó lên cao lắm. Vấn đề là mình đã qua tới đây rồi và mình đang cần xem trận đấu đó thì chấp nhận tốn tiền một tí mà có được cơ hội vào sân xem thì chấp nhận. Chứ thực ra đó là một cái giá rất cao, cao so với túi tiền của chúng ta cũng như là cao so với cái giá gốc của FIFA.
Dạ vâng. Lần trước thì anh Hùng đã có mặt ở sân vận động Saint Petersburg để mà theo dõi trận giữa Argentina và Nigeria, là một cái trận đấu quyết định để Argentina có mặt ở vòng 1/8 hôm nay. Thì không biết là anh có thể kể lại cái cảm xúc của cổ động viên Argentina mà anh gặp, anh thấy hay là anh có trò chuyện hôm đó được không ạ? Người Argentina thì tôi tiếp cận họ rất nhiều, không chỉ giải đấu này mà cả giải đấu trước, thì Dạ. họ luôn luôn đầy cái tinh thần, họ luôn luôn sung, mặc dù mình biết là họ rất lo lắng trong như như hoàn cảnh vừa rồi là họ cực kỳ lo lắng, nhưng mà họ thể hiện ra bên ngoài vẫn là rất sôi nổi, rất hào hứng, rất tự tin. Chúng tôi sẽ chiến thắng, Messi sẽ là số một thế giới, và chúng tôi sẽ không chỉ chiến thắng trận này mà sẽ vô địch World Cup nữa. Tuy nhiên, thực sự thì tôi thấy họ cực kỳ lo lắng. Như trận vừa rồi, sau khi Messi ghi bàn bùng nổ thì bao nhiêu cái lo lắng nó bùng nổ thành một cái cơn phấn khích trên khán đài. Thì tôi đứng giữa cái đám đông cổ động viên Argentina, tôi cũng chứng kiến được cái đó. Nhưng mà sau đó Nigeria người ta gỡ lại một bàn, có nghĩa là khả năng Argentina bị loại hầu như là 100%. Cho nên từ đó tới gần cuối trận là người Argentina chìm vào giống như một cái giống như có một cái tảng đá mà đè nặng trong lòng họ, không họ vẫn hét hò, nhưng mà mình nhận thấy được cái sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Tới cuối trận tất cả đều được giải tỏa sau bàn thắng của Argentina nâng tỷ số lên 2-1. Điều đó có nghĩa là Argentina sau bao nhiêu lo lắng, sau bao nhiêu nguy nan thì cuối cùng cũng đã vượt qua được vòng đấu bảng và đến được vòng đấu knockout này. Thì lúc đó người Argentina người ta cực kỳ phấn khích, và hôm đó người ta ta hồi hè tới tới sáng ở ở Saint Petersburg. Mặc dù Saint Petersburg thì mùa này là không có ban đêm, mùa này giống như không có ban đêm nó cũng sáng gần như ban ngày vậy, và đó là một đêm trắng của Saint Petersburg, đồng thời cũng là một đêm trắng của người Argentina. Dạ, thì không biết là hôm đó anh Hùng có chung vui với các cổ động viên Argentina không? Anh có ở lại vui với họ Mình vui nhưng mà cũng có chừng mực, bởi vì còn phải đi theo những cái kế hoạch công tác của mình nữa. Dạ. Ngày hôm sau mình lại phải sang hôm đó là hôm sau mình lại phải sang Kaliningrad Dạ. ở miền Tây nước Nga để xem một trận đấu tiếp sau đó nữa. Cho nên mình chơi khoảng tới nửa đêm 1-2 giờ sáng rồi phải về về nghỉ ngơi và giải quyết một số công việc để mà lại đi tiếp. Dạ. Nhưng mà sau trận đó thì phía Nigeria đã có khá nhiều phàn nàn về cái công nghệ VAR, và đó cũng là điều mà nhiều các cổ đội bóng khác cũng lên tiếng chỉ trích. Vậy thì với tư cách là một nhà báo đã tác nghiệp và đưa tin ở nhiều cái kỳ World Cup và Euro trước đó rồi, thì anh có nhận định gì trong việc áp dụng cái công nghệ trong cái vòng chung kết bóng đá thế giới năm nay, và nó có giống hay khác gì so với cái cách khán giả theo dõi trận đấu, hay là ảnh hưởng gì đến cảm xúc của họ không thưa anh? Nói về cảm xúc thì chắc chắn có ảnh hưởng, bởi vì đôi khi là trận đấu bị dừng lại rồi để trọng tài thảo luận, thì tất nhiên là lúc đầu cảm xúc mình đang lên hoặc đang hưng phấn mà bị dừng lại cái thì tất nhiên là ảnh hưởng về cảm xúc là có, cái đó có, chắc chắn có. Nhưng mà để cho một cái cuộc chơi, một cái bộ môn, một cái cuộc chơi nó được phân định rõ ràng bằng bằng luật, bằng lý lẽ chứ không phải là bằng cảm xúc, thì người ta mới áp dụng những cái công nghệ như VAR, VAR này vào trò chơi, cũng như là áp dụng chỉ số fair play vào để tính toán thứ hạng của các đội. Thì đó là những nỗ lực để đưa luật, đưa cái lý, đưa tăng cường cái lý tính vào trong cái trò chơi. Tất nhiên VAR thì tôi nghĩ tốt, nhưng mà vấn đề là áp dụng nó như thế nào. Thì tại World Cup lần này việc áp dụng nó cũng chưa được tốt lắm, chưa được tốt lắm. Ví dụ như là quyết định trường hợp nào thì xem xét VAR trường hợp nào thì không. Rồi có những cái lỗi mình thấy cũng khá rõ ràng ở góc nhìn của nhà báo ở đó và góc nhìn của người xem bình thường thì có một số lỗi khá rõ ràng, nhưng mà sau khi xem VAR xong thì người ta cũng nói là không có lỗi. Thì chuyện đó nó nảy sinh ra, nó làm nảy sinh ra rất nhiều cái bức xúc, cái ức chế
Ví dụ như trong trận đấu Argentina và Nigeria thì có tình huống cầu thủ của Argentina chạm tay ở trong vòng cấm địa của đội nhà, và theo người Nigeria cũng như theo nhiều cổ động viên và chuyên gia bóng đá thì đó là một tình huống để Nigeria được hưởng quả phạt đền. Nhưng mà sau cùng xem VAR xong thì trọng tài quyết định là không có gì cả, trận đấu sẽ tiếp tục. Thì đó, từ những tranh cãi như vậy ở cái World Cup này cũng khá nhiều. Tức là có hai tranh cãi. Một tranh cãi là trọng tài quyết định trường hợp nào thì sử dụng VAR, trường hợp nào thì không, đó là cũng là gây ra tranh cãi rồi. Và trường hợp là trọng tài sau khi xem VAR rồi vẫn quyết định có vẻ như không chính xác lắm. Dạ vâng, nhưng mà thời đại công nghệ rồi thì chúng ta cũng phải chạy theo, và cái gì mà áp dụng lần đầu thì nó cũng sẽ có những cái mặt lợi mặt hại, thì qua cái thời gian, qua cái quá trình mà sử dụng rồi thì chúng ta mới có thể khắc phục và cải thiện những cái lỗi đó đúng không anh? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy ạ. Dạ vâng, nhưng mà hồi nãy thì Trúc Huỳnh thấy anh Hùng có chào ai đó, không biết là anh Hùng chào ai vậy ạ? Vì mình đang đứng nói chuyện ở trước ống kính này thì rất nhiều bạn cổ động viên đi qua thì người ta vẫy tay, người ta chào thì mình chào lại. Cổ động viên có thể là cổ động viên Argentina hoặc là một cổ động viên địa phương ở đây, người ta thấy mình đang nói chuyện trên truyền hình thì người ta không dám đi ra sau này, người ta sợ ảnh hưởng tới cái chương trình của mình, nhưng người ta lại vẫy tay chào thì mình chào lại người ta. Vậy thì không biết là trong cái lúc tác nghiệp hay là anh đang cái thời gian ở Nga, thì khi mà một cổ động viên nào đó mà biết anh là một nhà báo, một phóng viên đến từ Việt Nam thì họ có cái phản ứng gì? Thực ra bữa nay thì phản ứng cũng bình thường, họ họ sẽ hỏi về Việt Nam bóng đá như thế nào chẳng hạn. Nhưng mà trước đấy, những kỳ trước đấy giống như 10, 12 năm trước tôi đi, những lần đầu mà tôi đi World Cup hoặc là đi ở Nam Phi, Brazil thì người ta sẽ hỏi những câu đại khái, người ta rất ngạc nhiên tại sao một phóng viên Việt Nam lại có mặt ở đây. Người Việt Nam cũng quan tâm tới bóng đá hả? Rồi ở Việt Nam có cái một cái giải gọi là giải vô địch quốc gia hay không, có đội tuyển quốc gia đang đấu ở đâu, thì người ta hỏi rất rất nhiều những cái theo kiểu tò mò như vậy. Nhưng dần dần chắc là thông tin, cái sự tiếp cận thông tin của người ta cũng nhiều hơn, thì người ta biết về bóng đá của chúng ta nhiều hơn thì người ta bớt hỏi những câu theo kiểu tò mò như vậy, thì người ta hỏi những câu theo kiểu trao đổi công việc, hoặc là bạn tới đây thì bạn đi những đâu, làm việc như thế nào, bạn xem được mấy trận, kiểu như vậy. Tối hôm nay thì Messi chắc chắn vẫn sẽ là cái tên mà được rất là nhiều người nhắc tới, vì dù đã ghi bàn đầu tiên ở vòng bảng nhưng mà người hâm mộ cũng như là khán giả nói chung thì sẽ có khá nhiều nghi ngại về anh. Thì với những cổ động viên Argentina mà anh đã có dịp trò chuyện trước đó thì họ vẫn đặt niềm tin vào Messi đúng không ạ? Người Argentina thì họ hầu như đặt toàn bộ niềm tin vào Messi. Messi phải chiếm, tôi nghĩ trong cái niềm tin của họ phải chiếm tới 50% cái sức mạnh của đội tuyển. Đấy là cái mà tôi tiếp cận với người Argentina và tôi nhận thấy, không phải bây giờ mà 4 năm trước, ở World Cup 4 năm trước thì người ta cũng như vậy. Người ta cũng như vậy. Trong đội tuyển thì người ta chỉ hầu như là chỉ gọi tên Messi, gọi tên Messi. Còn trước đó thì người ta gọi tên những nhân vật của quá khứ như là Maradona, nhưng mà những cầu thủ hiện tại trong 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 đội tuyển thì người ta ta đặt hầu như đặt tròn cái kỳ vọng lên Messi, và chính cái đó thì người ta cũng nói đó chính là một cái áp lực mà nó nhìn thì có vẻ vô hình, nhưng mà thực ra áp lực đó rất nặng nề, đè nặng lên 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 cầu thủ này, cũng như là đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến anh đã chơi không tốt ở trong hai trận đầu, và chỉ đến trận thứ ba thì anh mới bắt đầu lấy lại một phần những gì mà người ta thường thấy ở anh. Nhưng mà như vậy thì đổi ngược lại, không biết là những cổ động viên anh từng tiếp xúc đó, có ai đã thể hiện cái thái độ chỉ trích hay là có thể là chửi Messi không ạ? Tôi cũng đúng ra thì nếu như một người cổ động viên bình thường, một người xem bóng đá bình thường thì cũng có thể sẽ có những câu phàn nàn về về cầu thủ này. Tuy nhiên những người mà cổ động viên Argentina mà tôi tiếp xúc thì họ hầu như họ không không phàn nàn, không phàn nàn về Messi, họ họ tìm những lý do để họ biện minh cho Messi.
khi Messi thi đấu yếu thì họ tìm những lý do để họ bào chữa cho anh này, trong khi họ có xu hướng đổ lỗi cho những cầu thủ khác và đặc biệt là đổ lỗi cho ông huấn luyện viên. Thì tôi thấy đó không biết có phải là tâm lý chung, cái thái độ chung của người Argentina hay không, nhưng mà qua những người mà tôi gặp được, tôi gặp khá nhiều, hầu như ngày nào tôi cũng nói chuyện với một hai người Argentina, còn nếu như trước trận đấu này thì tôi có thể nói chuyện với chục người, 15 người, có những người ở chung với nhà trọ của tôi, cho nên là nói chuyện rất nhiều, thì người ta sẽ có xu hướng đó, tức là hầu như người ta cũng có xu hướng đổ lỗi cho Messi hoặc phàn nàn Messi, mà người ta có xu hướng đổ lỗi cho ông huấn luyện viên là chủ yếu và một số cầu thủ khác. Dạ, thôi bây giờ mình chuyển qua một cái vấn đề bên lề khác đi, để cho câu chuyện của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Thì không biết là trước khi đến Kazan thì anh Hùng đã ở đâu và anh di chuyển như thế nào để đến thành phố Kazan vậy ạ? Đi tới Kazan thì thực ra nếu như trước đó mà tôi ở Moscow thì đi xuống đây rất dễ. Yeah. Nhưng mà trước đó tôi lại xem trận đấu Anh và Bỉ ở thành phố Kaliningrad. Yeah. Kaliningrad là nó giống như một cái ốc đảo nằm giữa châu Âu. Yeah. Nằm giữa Ba Lan và Lithuania, thì nó tách biệt ra hoàn toàn với nước Nga. Thì hôm qua là tôi ở đó, tối hôm qua thì tôi mới bay sang Kazan, nhưng bay sang Kazan thì phải qua cạnh sang thành phố Minsk. Minsk là thủ đô của Belarus, rồi từ Minsk mới bay sang sang lại Kazan, tức là ở nước Nga, rồi xuất cảnh ra một nước khác, rồi sau đó nhập cảnh lại nước Nga. Thì bây giờ mới trở lại được với Kazan, mới đến được thành phố Kazan để chuẩn bị xem trận đấu chiều nay, cho nên hành trình cũng mất gần như là tròn một đêm, mà bay rồi transit rồi làm thủ tục thế này thế nọ, rồi tới được Kazan thì cũng đã 4 giờ sáng rồi. Yeah. 4 giờ sáng thì ở đây mặt trời đã lên và nắng cũng chói chang rồi. Yeah. Cho nên nói chung là hành trình cũng khá dài. Dạ, nhưng mà chúng mình có theo dõi Facebook của anh Đỗ Hùng thì thấy là cái lúc mà anh transit ở thành phố Minsk thì hình như là sân bay lúc đó rất là đông đúng không ạ? Có phải là cổ động viên đến để mà đến Kazan như anh để mà xem cái trận này hay là khách du lịch bình thường ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, một luồng cổ động viên đi đúng hành trình như tôi đi luôn. Dạ. Đi từ thành phố Kaliningrad của Nga. Dạ. Rồi transit sang ở điểm đó gần như là trung điểm là thành phố Minsk, rồi sang đây thì họ gồm nhà báo, gồm cổ động viên, có rất nhiều người Argentina nữa, và tất nhiên trong số đó cũng có những người du khách bình thường hoặc là người ta có việc đi lại bình thường, nhưng mà tôi nhận thấy hầu hết chắc là khoảng 80% là người có liên quan tới bóng đá, vì họ đeo cái thẻ tác nghiệp như tôi hoặc là thẻ cái fan ID của cổ động viên, những người mà có vé vào sân thì người ta đều có cái đó hết. Thì chủ yếu là cổ động viên. Dạ. Hồi nãy chúng mình có thấy một khán giả tên là Phương Mai hỏi một câu hỏi mà cũng rất là giống với ý của chúng mình định hỏi anh Hùng. Đó chính là không biết thành phố Kazan có điểm gì đặc biệt hay khác biệt và nó có đẹp hơn thủ đô Moscow không ạ? Tất nhiên nói so sánh đẹp hay xấu thì cũng vô chừng, giống như mình so sánh thành phố Huế với thành phố Hồ Chí Minh vậy. Dạ. Có nói chỗ này đẹp hơn chỗ kia. Moscow thì nó là một thành phố đồ sộ cả về dân số, cả về diện tích, cả về cái quy mô của nền kinh tế, cả về những chiều sâu văn hóa, những công trình kiến trúc văn hóa lịch sử ở Moscow. Còn Kazan thì quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên Kazan cũng là một thành phố rất lâu đời và có rất nhiều công trình kiến trúc, chẳng hạn như cái thành Kremlin ở phía sau lưng tôi thì cũng là một trong những công trình đặc trưng ở thành phố Kazan này. Kazan cũng là một địa chỉ du lịch rất nổi tiếng. Tôi đọc tài liệu thấy rằng là thành phố này chỉ có khoảng 1,2 triệu dân, nhưng mà mỗi năm thì họ thu hút khoảng 2 triệu lượt khách du lịch, tức là gần gấp đôi dân số. Người du khách tới đây, lượt du khách tới đây gần gấp đôi dân số. Thì Kazan nằm ở bên dòng sông Volga, rất đẹp, khung cảnh thiên nhiên này, rồi là những công trình kiến trúc rất xa xưa, rất cũ, từ thời Ivan Bảo Chúa tới giờ vẫn còn, và hầu như giữ nguyên ở nước Nga thì các công trình hầu như được giữ nguyên từ bao nhiêu năm, cho nên du khách tới đây ngoài bóng đá ra
người hâm mộ bóng đá tới đây, ngoài bóng đá ra thì cũng có rất nhiều nơi để tham quan. Dạ. Mà hình như hiện tại thời tiết thấy trời có vẻ nắng và trong xanh với mây, thì nhiệt độ hiện tại ở Kazan đây là bao nhiêu anh? Nhiệt độ hiện tại tôi không chắc, nhưng mà nó khoảng hồi sáng tôi đi thì tôi thấy nó dao động từ 19 tới 26 độ. Tôi phải coi trước để mình có mặc áo ấm hay không á. Dạ. Thì 19 tới 26 độ thì bây giờ khoảng tôi nghĩ là khoảng 22 23 độ. 22 23 độ buổi trưa trời rất mát mẻ. Dạ. Nhưng mà nãy giờ tôi nói chuyện lâu lâu tôi ho là bởi vì ở đây nó ở các thành phố mà ở Nga, đặc biệt là thành phố phía càng nhất về phía phía đông Moscow thì mùa này hoa cái bông của hoa bồ công anh ấy, nó bay rất nhiều, nó À bay rất dạ. nhiều, đôi khi nó chui vào mũi mình và nó chui vào mũi miệng mình. Dạ. Cái bông nó giống như nó bay trong gió nhiều lắm, đôi khi Dạ. nó chui vào mũi vào miệng của mình là mình lại bị ho, nhiều người là bị dị Dạ. Nhưng mà hồi nãy Trúc Huỳnh có nhớ là anh Hùng nói là anh Hùng đến Kazan lúc 4 giờ sáng. Vậy thì từ cái lúc ứng. mà tới khi mà anh tới đây rồi á, thì anh về nhà trọ rồi thì sắp xếp công việc thì anh ngủ được bao nhiêu tiếng? Từ 4 giờ là ở sân bay, 4 giờ thì tôi về nhà trọ khoảng 4 rưỡi. Dạ. 4 rưỡi xong thì sắp xếp rồi check in rồi trải nệm rồi các thứ, rồi chắc tới 5 giờ mình ngủ. 5 giờ ngủ thì 8 giờ 8 rưỡi ở đây là tôi dậy. 8 giờ 8 rưỡi cộng 4 là thành ra giờ bên mình. Dạ. Rồi bây giờ tôi ra đây là 11 giờ, bây giờ là 11 giờ 30. Ở đây là 11 giờ 30. Thì đại khái mình cùng trên máy bay mình tranh thủ ngủ, rồi ở dưới đất mình ngủ tiếp 3 4 tiếng thì nó cũng cũng nói chung là đủ tiêu chuẩn của một ngày, Dạ, nhưng không mà không phải có vấn đề gì lớn lắm ạ. dạ, nhưng mà trung bình một ngày như những cái ngày trước đó mà anh Hùng mà cũng đi tác nghiệp á, thì anh ngủ được bao nhiêu tiếng? Ngủ thì tôi nghĩ là không thể bằng ở nhà được, nó Dạ. khoảng 5 6 tiếng như vậy, 5 6 tiếng khoảng khoảng chừng đó. Tất nhiên có những lúc mình tranh thủ ngủ, nếu đi tàu thì mình tranh thủ ngủ được rất nhiều, bởi vì tàu mình mua vé giường nằm thì mình ngủ được rất nhiều. Nhưng mà đi xe đò chẳng hạn thì không ngủ ít hơn, hoặc đi máy bay mà ghế ngồi thì mình cũng ngủ cũng chập chờn giống như vậy. Nhưng mà nói chung cũng cũng đảm bảo được, không 100% giấc ngủ hàng ngày thì cũng được khoảng 70 80%. Dạ, nhưng mà di chuyển nhiều á, thì thực sự nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta cảm thấy bị mệt. À, vì cái phải di chuyển thì nhiều khi có thể là bị say say sẩm hay là chóng mặt gì đó. Thì những cái lúc mà anh Hùng cảm thấy mệt như vậy á, anh Hùng làm gì để mà xua tan cái mệt? Thì nếu như mệt mệt quá thì mình nằm nghỉ, nếu như lúc đó điều kiện cho phép. Còn không thì đôi khi mình đi mình làm việc rồi nó cũng quên đi. Thực ra ở đây giống như đi làm việc là đi bộ rất nhiều, thành ra đôi khi mình lủi thủi mình đi mặc dù mệt nhưng mà mình phải đi thôi, thì cuối cùng rồi cũng quên cái mệt mệt nhọc đi để mà phải đi tới cái chỗ đó. Ví dụ như đi từ ga tàu điện tới sân bóng đá chẳng hạn, đôi khi mất 2 cây số 3 cây số một chiều đi, rồi từ 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 cái đường lái xe điện này sang cái lái xe điện kia chẳng hạn, mất 5 7 phút kiểu như vậy, rồi leo lên leo xuống cầu thang kiểu như vậy. Thì mệt thì mệt nhưng mà đôi khi là công việc nó cuốn mình đi, lần ra mình cũng không 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 để tâm nào lắm, thì lần ra cũng cũng quên. Sau đó mình thấy mệt giống như buổi tối thì lại mệt, nằm xuống cái là ngủ không biết gì kiểu như vậy. Dạ. Nhưng mà với nhiều khán giả thì khi mà nghe Cảm anh Đỗ Hùng mà anh Đỗ Hùng đang chào một khán giả, đang một cổ động viên đang Đây đây Hello you friends. are from I'm from from Allez Allez les Bleus, yeah. les Come on the Blues. Đây là một cổ động viên đến từ nước Pháp, Excellent. ông from Việt Nam. Việt Nam. Okay, good. Good Việt Nam. Allez, choose. Okay. Ông thấy tôi đang nói chuyện thì ông tới chào. Để chào ông này, Allez les Bleus, tức là tiến lên nước Pháp đấy, Dạ. tiến lên nơi đoàn quân mặc áo xanh đấy. Thì đó là một câu khẩu hiệu rất rất phổ biến của người Pháp, rất nổi tiếng của người Pháp từ bao nhiêu World Cup tới giờ, bao nhiêu kỳ bóng đá mà có đội tuyển Pháp thì người Pháp đều hô cái câu khẩu hiệu đó, tiến lên, giống như mình gọi là tiến lên Việt Nam đấy. Dạ. Rồi trong cái trận đấu mà khi đội Pháp thua thì
người Pháp vẫn dỡ khẩu hiệu đó, nhưng mà bên phía đối thủ của người Pháp thì người ta sẽ dỡ một khẩu hiệu tương tự, đó là adieu les bleus, tức là tạm biệt người Pháp, biệt biệt người Pháp đấy. Thì cổ động viên người ta thường có những cái cách để chọc ghẹo nhau hoặc thậm chí khiêu khích nhau kiểu như vậy bằng những cái câu biểu ngữ nhỏ nhỏ, bằng những cái băng rôn nhỏ nhỏ và biến tấu một tí. Đại khái nói nôm na là xuyên tạc một tí cái câu khẩu hiệu của đối phương. Chúc Huỳnh nghĩ thì sẽ có nhiều khán giả đang xem chương trình thắc mắc là một ngày tác nghiệp ở Nga của nhà báo Đỗ Hùng sẽ như thế nào. Không biết là anh có thể kể cho quý vị sơ qua một cái hành trình tạm gọi là một cách bình thường theo kế hoạch của anh, khi là sáng anh thức dậy lúc mấy giờ, sau đó anh làm gì, anh ra khỏi nhà khi nào, rồi anh ăn trưa, ăn uống như thế nào, tức là anh có thấy quán ăn nào đó anh vào đại để anh thử không, hay là anh có một cái sự tìm hiểu thử để mà anh thử những cái món ăn ở Nga không ạ? Sáng sớm thì mình dậy cũng khoảng 7 giờ, 8 giờ sáng ở đây. Giờ đó là ở nước Nga thì khá sớm, bởi vì người Nga và nhân dịp bóng đá này thì người ta có xu hướng thức rất khuya, 1-2 giờ sáng người ta mới bắt đầu ngủ, rồi bắt đầu người ta dậy rất trễ, có khi 9-10 giờ người ta bắt đầu dậy rồi chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi đi coi bóng đá luôn. Nhưng mà mình phải làm việc thì mình thường dậy sớm, khoảng 7 giờ mình dậy rồi, 7 giờ 7 rưỡi thì ăn sáng, có thể ăn sáng tại nhà trọ. Ở đó thì mình có thể chuẩn bị đồ ăn, tự chuẩn bị cho mình. Ví dụ như mình ra siêu thị mình mua mì gói hoặc mua pizza hoặc mua một số đồ để mình có thể chế biến và tự chế biến cho mình. Rồi sau đó thì đi tác nghiệp theo kế hoạch trong ngày. Ví dụ như hôm đó có một sự kiện họp báo của một đội tuyển chẳng hạn thì mình sẽ đi trong buổi sáng. Rồi buổi trưa, rồi bắt đầu tầm này thì lại nói chuyện với các bạn ở trên cầu truyền hình này. Rồi buổi chiều thì chuẩn bị xuống các trung tâm thành phố để gặp các cổ động viên. Rồi bắt đầu gần cuối buổi chiều thì vào sân để mình bắt đầu, nếu như có trận đấu thì mình vào sân để mình nhận vé. Yeah. Nhận vé ở ban tổ chức thường trước trận đấu khoảng 2 tiếng thì mình phải tới sân để nhận vé rồi... Sau đó lại coi trận đấu bóng đá. Coi bóng đá xong thì có thể là dự họp báo hoặc là dự một ở cái chỗ mix zone, tức là chỗ gặp các cầu thủ. Xong rồi có thể nếu như mình bỏ cái sự kiện họp báo hoặc gặp được cầu thủ thì mình có thể chạy ra đường để xem không khí ăn mừng hoặc buồn bã của các cổ động viên. Rồi đồng thời là lập cho mình một kế hoạch để ngày mai mình làm việc tiếp. Yeah. Đại khái cơ bản là như vậy. Dạ vâng. Trước khi hỏi tiếp anh Đỗ Hùng thì chúng mình sẽ được nhắc lại là đây là một cái chương trình tương tác trực tiếp với người xem. Chính vì vậy mà nếu như quý khán giả hiện tại đang xem live của Báo Thanh Niên mà có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi nào muốn chuyển đến nhà báo Đỗ Hùng thì xin quý vị hãy để lại bình luận bên dưới video của chúng tôi và chúng tôi sẽ đọc và chuyển đến nhà Đỗ Hùng để anh Đỗ Hùng có thể giải đáp cho quý vị ạ. Thưa anh Đỗ Hùng, vậy thì trong những cái ngày qua anh có gặp đồng nghiệp cũng đang tác nghiệp kỳ World Cup này người Việt Nam không ạ? Anh có gặp không? Nếu có thì anh có đi ăn chung với họ hay là anh có dùng cà phê hay là trò chuyện gì không ạ? Gặp thì cũng gặp, có gặp nhiều, nhưng mà rồi mỗi người mỗi kế hoạch công việc khác nhau, mỗi hướng đi khác nhau, thành ra ra gặp xong rồi đi, anh em trao đổi một tí rồi đi. Còn ăn uống cà phê thì đôi khi cũng không có thời gian. Mình thực ra mình cũng có thời gian để đi ăn uống với một số bạn người hâm mộ Việt Nam sang đây xem bóng đá chẳng hạn, hoặc các bạn Việt Nam sống ở đây thì cũng có. Nhưng mà bởi vì các phóng viên thì mỗi người mỗi công việc, đôi khi gặp nhau nói chuyện một tí tình cờ trên đường tác nghiệp thôi, chứ còn để mà hẹn nhau ăn tối hoặc là hẹn nhau uống vài ly bia thì bây giờ cũng đang lu bu, chắc trong một vài ngày tới khi mà mật độ trận đấu nó giảm ra hoặc về cuối giải thì nó cũng giảm ra thì có thể gặp nhau và có thời gian hơn để nói chuyện uống cà phê nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái lượng, nếu vậy thì lượng mà phóng viên đến Nga để mà tác nghiệp trong kỳ World Cup này chúng mình nghĩ sẽ rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì với những cái trung tâm báo chí khi mà lỡ như mà phải chứa đựng một cái lượng lớn phóng viên như vậy thì có bao giờ họ xảy ra tranh chấp, họ tranh cãi hay là họ cãi nhau vì một vấn đề nào đó không ạ?
lúc mà giai đoạn đầu á, bởi vì có rất nhiều đội bóng đá ở rất nhiều nơi, thì phóng viên thường có xu hướng phân tán ra, dạng ra. Bây giờ ít trận đấu lại, các địa điểm thi đấu cùng co cùng lại, thì phóng viên người ta cùng dồn về theo từng điểm đó, thành ra cái lượng phóng viên, lượng tập trung phóng viên tại các điểm, đặc biệt là hai sân đấu ở Moscow thì rất đông, rất đông. Và có những lúc là rất nhiều trận là không có chỗ để ngồi, tôi tới mà tới muộn và phải ngồi dưới sàn, rất nhiều người cũng ngồi dưới sàn. Đôi khi cùng xảy ra tranh cãi trong việc ví dụ như tới nhận vé chẳng hạn, tới nhận vé, xếp hàng nhận vé, hoặc là đặc biệt là những người ở trong danh sách chờ. Trong danh sách chờ thì người ta có những tranh cãi về tại sao tôi đăng ký trước mà thế này thế kia, thì cũng có tranh chấp, nhưng mà phóng viên thì người ta cũng cũng có một cái trình độ nhất định, có một cái văn hóa ứng xử nhất định, cho nên cũng không đến mức mà xảy ra xung đột gì to tát. Vậy thì nếu như mà sau hôm nay, sau khi đã xem trận Pháp Argentina rồi, thì cái kế hoạch tiếp theo của anh Đỗ Hùng là gì ạ? Tôi thực ra hôm qua thì tôi vẫn có hai kế hoạch, tức là vân vân giữa hai kế hoạch. Một là đi xuống thành phố Samara, đi từ đây đi xuống phía Nam một tí nữa để xem trận đấu giữa Brazil và Mexico. Kế hoạch thứ hai là trở lại Moscow để xem trận đấu Tây Ban Nha và Nga vào ngày mai. Hai kế hoạch này không thể cùng thực hiện được bởi vì giờ sát nhau quá. Thực hiện kế hoạch này thì không thực hiện kế hoạch kia. Nhưng mà hồi sáng tôi tính lại thì không đi xuống phía Nam nữa, mà trở lại Moscow để xem trận đấu giữa chủ nhà Nga và Tây Ban Nha. Thì vào khuya đêm nay, bởi vì hết vé tàu và vé máy bay thì rất đắt. Bây giờ vé máy bay mà từ đây lên lên Moscow khoảng 500 đô la, 500 đô la rất đắt. Cho nên tôi đi xe ở đây gọi là BlaBlaCar, xe giống như người ta có chuyện gì người ta đi lên Moscow rồi mình đi xe cùng người ta, mình chia sẻ cái chi phí với người ta kiểu như vậy. Thì đi mất khoảng 12 tới 14 tiếng. Sau trận đấu này thì tôi có khoảng 3-4 tiếng để chuẩn bị, tức là để mình làm việc xong rồi tới 23:10 buổi đêm thì tới điểm hẹn ở thành phố Kazan này, từ tài xế người ta chạy tới đó, người ta đón mình đi, thì tài xế là xe của người ta, rồi người ta chở thêm một vài người giống như mình nữa để người ta kiếm thêm một chút thu nhập, kiểu hơi giống như Uber, Grab bên mình, nhưng mà cái này là xe đường dài. Vậy thì cái chi phí so với việc mua máy bay mà khoảng 500 đô như anh Hùng nói khi nãy thì nó sẽ giảm được bao nhiêu ạ? Giảm rất nhiều. Cái này là vé như tôi mua là nó 1.500 rúp, 1.500 rúp nhân mình khoảng nhân 3,7 đi, nhân 3,7, 1.500 rúp mình nhân nó khoảng 600-700 ngàn đồng bên Việt Nam mình. Thì cái chi phí nó giảm đi rất nhiều. Quay trở lại một chút với các trận đấu diễn ra vào tối nay, thì sau khi mà Pháp gặp Argentina thì chúng ta sẽ có một trận đấu khác vào lúc 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam cũng rất là hấp dẫn, đó chính là trận giữa Bồ Đào Nha và Uruguay. Vậy thì theo anh Hùng nha, giả sử nếu như Messi và đồng đội cùng đi tiếp vào vòng sau, thì anh nghĩ là đối với Ronaldo, một cái cầu thủ luôn được so sánh với Messi, thì sẽ gặp những cái áp lực hay khó khăn gì? Tôi thấy chuyện mà Ronaldo đối mặt với áp lực, anh này đối mặt rất nhẹ nhàng. Anh này đối mặt rất nhẹ nhàng, không phải giống như Messi. Anh này đối mặt rất nhẹ nhàng, một phần do cái cá tính của anh, tính cách của anh mà mình gọi, người Việt mình hay gọi chén đấy. Anh coi thường mọi sự, anh chấp nhận dư luận chỉ trích gì anh cũng chấp nhận hết, anh không ngán, tức là anh không ngán những chuyện đó. Cho nên việc anh đối mặt với áp lực, tôi thấy anh vượt qua áp lực rất nhẹ nhàng. Tôi rất thích điểm đó của Ronaldo. Ngoài tài năng, tất nhiên tài năng thì mình cũng nói rồi, nhưng mà cái điểm mà cách mà anh ta đối mặt với dư luận, cách mà anh ta vượt qua áp lực, cách mà anh ta thể hiện cái vai trò dẫn dắt, vai trò là trụ cột ở đội tuyển cũng rất nhẹ nhàng. Cho nên tôi nghĩ rằng việc nếu như Messi vượt qua trước, vượt qua Pháp, tức là trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay diễn ra, thì
Ronaldo còn nhận được thông tin đó thì tôi nghĩ anh ta cũng cũng không không tự tạo ra áp lực cho mình. Anh ta cũng có thể vượt qua, anh ta cũng có thể đấu như như những gì anh ta thể hiện từ đầu giải tới nay. Và việc đội bóng của anh ta có vượt qua được Uruguay hay không thì tôi nghĩ khả năng đó cũng 50-50 thôi, không biết thế nào. Nhưng mà cái yếu tố Messi để ảnh hưởng tới Ronaldo thì tôi nghĩ là không lớn. Dạ vâng. Một khán giả đang xem live có tên Đặng Văn Nguyện hỏi anh Hùng là theo dõi Facebook của anh Đỗ Hùng thì thường thấy trước mỗi trận anh hay làm thơ để dự đoán tỷ số, thì không biết trận này anh Hùng có làm thơ nữa không ạ? Chắc cùng làm thơ cho vui. Thực ra dự đoán là dự đoán là một phần thôi, chủ yếu là tạo một cái không khí vui vẻ để mọi người xem bóng đá cho vui, thấy mừng khởi. Còn nếu sau đó mà đúng thì cũng thấy vui 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 hơn, còn nếu không thì cũng chẳng có gì. Dạ thì bây giờ không biết là anh Hùng có nghĩ ra được một câu thơ nào đó ở trong đầu để mà gửi đến quý khán giả đang xem live không ạ? Bây giờ chưa nghĩ ra được, nãy giờ nói chuyện tập trung vào câu chuyện quá, chưa có thời gian nghĩ ra, mà bây giờ đọc mà nó dở quá thì tôi cũng buồn cười, cho nên chắc là tí nữa mọi người lên Facebook thì sẽ có. Dạ vâng, cũng gần đến cuối thời gian của live rồi thì chúng mình cũng có câu hỏi khá là quen thuộc, thì anh dự đoán thế nào về tỷ số của hai trận đấu trong tối nay ạ? Tôi nghĩ là trận đấu giữa Pháp và Argentina thì phần thắng có thể là nghiêng về đội Pháp, như 2-1, tỷ số khoảng 2-1. Còn phía bên kia thì có lẽ là Bồ Đào Nha sẽ thắng với tỷ số cùng tương tự tối thiểu, tức là cách biệt khoảng 1 bàn. Nhưng mà thì hai trận thì Messi với Ronaldo có ai ghi bàn không ạ? Theo anh. Một cách cụ thể thì cũng rất khó nói, nhưng mà tôi nghĩ là trận Argentina thì Messi sẽ rất khó khăn, bởi vì người ta sẽ canh phòng anh rất nghiêm ngặt, cho nên cái việc mà anh thoát ra để anh bùng cháy như vừa rồi với Nigeria là việc rất khó. Tôi nghĩ là khả năng anh bùng nổ như vừa rồi thì khoảng 10-15% thôi, rất khó. Dạ, thôi thì chắc là chúng mình sẽ tạm ngưng cuộc trò chuyện ở đây. Tại vì nhìn anh Đỗ Hùng đứng dưới nắng thì anh nhăn mặt nhìn thấy rất là tội. Và hình như là anh Đỗ Hùng cũng chưa ăn trưa nữa quý vị khán giả. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ tạm ngưng cuộc trò chuyện này để anh Đỗ Hùng có thể có thời gian mình ăn trưa. Sau đó thì nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho cái việc theo dõi trận đấu giữa Pháp và Argentina, để có thể chuyển tải đến cho quý vị những cái thông tin mới nhất, nhanh nhất và hấp dẫn nhất để gửi đến quý vị về trận đấu này. Xin cảm ơn anh Đỗ Hùng và chúc anh luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục có những cái ngày công tác thật là tốt ở nước Nga. Xin chào Trúc Huỳnh, xin chào quý vị khán giả. Dạ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Dạ vâng, chào anh Đỗ Hùng ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi cái chương trình live trực tiếp cái cầu truyền hình giữa báo Thanh Niên và nhà báo Đỗ Hùng ở nước Nga. Thì để xem lại toàn bộ chương trình này thì kính mời quý vị truy cập vào địa chỉ video.thanhniên.vn cũng như là fanpage Facebook và YouTube Thể thao 360 của báo Thanh Niên. Còn bây giờ thì Trúc Huỳnh xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.